Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Văn Thảo đây. Rất vui được gặp lại các bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tôi tài giỏi, thông minh hơn người khác nhưng họ lại thành công hơn tôi? Trong một lớp học thì cũng học một người thầy như nhau, hoàn cảnh và môi trường sống như nhau, nhưng lại có người thành công và có người lại thất bại. Có bao giờ bạn học một cái kiến thức mới, một cái gì đó mới, nhưng mà vừa học bạn cảm thấy khó và bạn đã bỏ cuộc? Thì hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng trong một ngôi chùa nọ có hai hòn đá ngọc thạch rất đẹp, và vị trụ trì rất là quý trọng hai hòn đá này và ngày ngày thường ra ngắm, chiêm ngắm nó. Thì vào một hôm thì ông chợt nghĩ là sẽ dùng hai hòn đá này để làm một việc gì đó có ý nghĩa. Một hôm ông mời được một nhà điêu khắc giỏi và nổi tiếng tới chùa, và sau đó thì ông đã quyết định là sẽ dùng hai hòn đá này để tạc một bức tượng Phật thật là đẹp. Vậy thì đầu tiên là nhà điêu khắc đến với hòn đá thứ nhất, thì hòn đá này thì có vẻ đẹp hơn, to hơn và phẩm chất thì vượt trội hơn hòn đá thứ hai. Tuy nhiên sau khi dùng những nhát búa, những nhát đục vào thân mình nó, thì hòn đá thứ nhất đã kêu lên và ôi đau quá, tôi không chịu được nữa rồi, và xin hãy ngừng lại ngay. Thấy vậy thì nhà điêu khắc bèn dừng cái công việc của mình lại và đặt hòn đá thứ nhất xuống đất. Sau đó ông lại còn một cách nữa, đó là chọn hòn đá thứ hai, tuy phẩm chất kém hơn nhưng mà cũng có thể làm được một bức tượng. Cũng như vậy, sau khi tạc rồi dùng búa, dùng đục đập vào thân mình hòn đá thứ hai thì nó cũng thấy đau. Ông biết nó rất là đau và nó cũng cảm nhận được điều đó, nó cảm thấy rất là đau, không chịu nổi. Nhưng mà vì biết được rằng mình sẽ trở thành một bức tượng Phật, cho nên nó chịu khó, chịu khổ và cắn răng chịu đựng. Cuối cùng thì cái công việc của nhà điêu khắc cũng hoàn thành. Cái hòn đá thứ hai sẽ trở nên một kiệt tác, một bức tượng Phật, phải nói là kiệt tác. Và nhiều người chiêm ngắm nó hàng ngày, và ông trụ trì thì rất là tự hào về cái bức tượng Phật này, cho nên ông đặt nó nơi chính điện của ngôi chùa và nơi đẹp nhất, để cho hàng ngày người người tới hành hương quỳ lạy, dâng hoa quả và dâng hoa cho nó. Còn hòn đá thứ nhất thì được làm bởi những cái bậc và những cái bệ để người ta quỳ chân, người ta ngồi và dẫm đạp lên nó. Thì hàng ngày công việc xảy ra như vậy, thì hòn đá thứ nhất thì rất là ấm ức trong lòng. Một hôm nó bèn kêu lên rằng với hòn đá thứ hai rằng tại sao tôi đẹp hơn anh, tôi phẩm chất tôi tốt hơn anh, nhưng mà tôi lại hàng ngày phải chịu cái ấm ức khổ sở như thế này, còn anh thì xấu xí hơn tôi, nhưng anh lại được trở nên một người ta thờ, người ta sùng bái và người ta ca ngợi mỗi ngày như vậy. Thì hòn đá thứ hai đã trả lời là không bất công đâu anh bạn, tuy anh phẩm chất hơn tôi, mọi thứ đều hơn tôi, nhưng mà do anh đã không chịu được vất vả khổ cực lúc đầu, và anh đã tự bỏ qua cái cơ hội của chính mình, cho nên người ta mới chọn tôi, cho tôi một cái cơ hội, và tôi đã chịu khổ được để có được một cái ngày hôm nay, là tôi đã được mọi người ca ngợi và được mọi người sùng bái. Vậy thì qua bài học, qua một câu chuyện ngắn hôm nay, thì Thảo cũng chiêm nghiệm được một điều, đó là trong cuộc sống, nếu như chúng ta không chịu khó nhọc vất vả lúc đầu, không chịu được cái sự chỉ dẫn của người khác, thì chúng ta chọn con đường dễ dàng, con đường thanh thang, thì cuối cùng
kết quả cũng sẽ chúng ta nhận được cũng sẽ tương xứng với những gì mà mình bỏ ra. Vì vậy mỗi chúng ta hãy cố gắng đừng trì hoãn, hãy cố gắng hành động, làm những việc nhỏ, làm những việc từ từ mỗi ngày từng bước, thì chúng ta sẽ có được những cái thành công và những cái kết quả như mong đợi trong cuộc sống.